Rồi, Kiều đã nấu xong rồi đây nè. Thì cái này là lòng heo nè, đó. Đó, Kiều sắp lên nè, giá nè, nước mắm nè, rau chanh nè. Cái này là mực khô, mình thích mình ăn thêm cho vui miệng gì nè. Rồi, cái này cũng lòng nè, đó, giá, rồi hai tô cháo. Rồi, cái này là dưa hấu. Và cái này là hai cục xương ở trong cái nồi cháo đó các bạn. Rồi, bây giờ Kiều nhập tiệc nha. Mời cả nhà cùng ăn chung với vợ chồng Kiều ha. Hey, hôm nay là có lộc ăn quá nè mọi người. Bún bún nè, bốn phần nè, bún tươi nè, giá nè, rau nè. Rồi hôm nay là cái gì đây, chu chè chắc cũng phải năm rưỡi 2 năm mới ăn lại, chắc cũng gần 2 năm á, gần 2 năm chứ phải giỡn đâu, gần 2 năm rồi, hồi mới bầu mấy tháng tới giờ. Đây bún riêu, bún riêu, bún riêu, đây bún riêu đây, đây này của Dương Vinh nấu. Dương Vinh đích thân xuống bếp nấu và đem qua nè. Để chưa? Để chưa? Rồi xuất sắc luôn thiệt, muốn buồn muốn xỉu luôn, 2 năm mà mới ăn lại cái bún riêu nè các bạn. Rồi Lộc ăn quá đi, Lộc ăn quá đi. Rồi đây cái tô bún riêu của Kiều nè. Đó, Kiều mới hâm đầy nước cho lên nè. Trời nó thơm, nó ngon gì mà thiệt, đói bụng, bụng Kiều ọt ẹt luôn đó. Quá hấp dẫn các bạn ha. Rồi bây giờ là Kiều cho nửa lon gạo vào nè. Rồi. Rồi Kiều cho 1/4 lon nếp. Rồi trong đây là nửa lon gạo và 1/4 lon nếp. Trộn đều lên. Cho nước vào. Và vo 3 lần nước nha các bạn. Rồi bây giờ là Kiều cho một ít nước vào nè. Đó, Kiều cho một ít nước vào trong nồi cháo và dặn lửa lên luôn ha. Rồi cho vào bên trong là Kiều cho vào hai cục xương heo như thế này luôn để cho nó ngọt đó các bạn. Xương heo thì cũng như những lần trước Kiều cũng rửa với muối 2 nước và nước thứ ba thì Kiều pha muối loãng và cho vào trong đó nửa trái chanh. Đó, rồi bây giờ Kiều cho hai cục xương heo vào luôn ha. Cho nó ngọt nước. Ok, bây giờ là Kiều sẽ cho nấu ha. Bắt cái nồi chéo lên đó các bạn, thì giờ đói bụng quá làm tô bún riêu. Đây là bún riêu rồi các bạn, để không? Chu cha phải là cũng gần 2 năm rồi Kiều mang lại bún riêu của ông Dương Vinh nấu. Nên là các bạn gì nè, để dễ sợ không? Chu cha đẻ, hồi tối hôm qua là dì Dượng đem lên cho hai chồng Kiều ăn rồi. Nói nó ngon, ngon kinh khủng khiếp, ngon không có lời để tả luôn. Thì thật sự không phải là do Dượng Vinh nấu mà mình nín ông Dượng hay là EBCG nín bỏ ông Dượng gì này nọ các kiểu này kia không có. Mà thực sự nó cực kỳ ngon, ngon nó ngon kinh khủng khiếp. Hồi xưa giờ chưa có ăn một cái tô bún riêu nào nó ngon bằng cái tô bún riêu này hết. Thật sự luôn. Không phải là mình nịnh mình đồ chứ thiệt, thật sự nè. Chồng kiểu này ảnh ngồi khiên biết. Bún riêu ngon quá ngon. Đây chắc mở nhà hàng chắc bán khách có khách đông luôn. Ngon quá ngon. Ông chồng kiểu ảnh khen quá trời hả? Ngon các bạn. Thiệt ăn tô bún riêu mình nâng niu luôn á. Cái thối muốn đi về á, cái nhiều cái còn nước nó ít mà ăn vẫn rất ngon, ngon ngon lắm các bạn. Tôi cũng đưa đây mà nó bán nhà hàng á, chịu ăn cũng đáng đồng tiền bát gạo luôn á, sự nó rất là ngon. Chắc nay mai thì tôi hỏi bí kíp nấu bún riêu của ông Dượng rồi chia sẻ với các bạn nha. Bây giờ là Kiều đói bụng quá, Kiều tranh thủ Kiều ăn cái tô bún riêu này. Xong rồi Kiều sẽ xuống nấu cháo lòng Nha Trang. Ngon. Xương heo này nè các bạn, xương heo lần này là Kiều mới lấy hai cục xương heo để mà Kiều rửa để bỏ vô trong nồi cháo rồi đó các bạn. Còn này là để mình cất để mình nấu món khác. Đây là thịt heo, thịt heo thì Kiều mua thịt heo về để kho đó, thì sẵn Kiều cũng cắt một tí xíu để Kiều nấu ăn chung với cháo lòng. Mua này là một quả tim nè, đó, người ta làm sẵn sơ chế sẵn rồi, giờ mình về mình rửa.
Rồi cái bao tử heo, bao tử heo hết rồi thì Kiều mua bao tử bò. Ha, à, bao tử bò. Rồi ok. Rồi cái này là gan, gan nha các bạn, một bịch gan nữa đây nè. Đó, một bịch gan. Rồi tiếp tục cái này là Kiều mua cái này ở Mỹ người ta gọi là lá mía, nhưng mà ở Việt Nam người ta gọi là lá cho tất cả nè. Có hột thịt Kiều mới cắt một nửa bỏ vô. Rồi cho nước vào. Cho muối. Giờ Kiều đã cho vào trong đây một ít muối rồi nha. Giờ Kiều bóp nè. Và ở đây nó làm thật sĩ quá ha. Tim á Kiều cắt ra làm đôi nha các bạn, để coi trong đây có máu huyết dơ gì trong đây không, thì ấy ra thì chỗ này nó làm công nhận sạch sẽ thiệt ha, rất là sạch luôn, sạch rất là sạch luôn, cho nên là về mình chỉ sơ chế mình rửa thêm thôi. Rồi những cái chỗ này là Kiều cắt những cái miếng nhảy rỉu Kiều bỏ nha, cái miếng rỉu là cắt bỏ nè. Rồi các bạn thì cái lá này nè thì có những người ta sẽ gọi là lá lách, nhưng cũng có những người người ta sẽ gọi cái này là lá mía. Thì lá mía là Kiều bắt đầu nè, đó, những cái miếng rỉu như thế này Kiều sẽ cắt, Kiều bỏ, cắt, dục. Đó, cái miếng này Kiều chưa làm nên còn nhiều nè. Còn cái miếng này là Kiều đã làm rồi nè, đó, Kiều cắt xác vô luôn nè các bạn. Đó, Kiều cắt xác vô luôn nha. Thì cái miếng này tương tự Kiều cũng làm y như vậy, thì Kiều cắt Kiều dục nè. Mấy miếng rỉu này dục nè. Rồi bây giờ Kiều sẽ từng miếng luôn ha. Đây tim nè, Kiều cho muối lên. Là Kiều chè mát xe nó, chè mát xe nó. Cái này là miếng gan nè, gan nó bự dễ sợ chưa. Đó, Kiều cũng chè. Tại vì mình phải rửa cho nó thật là kỹ để mà mình ăn á, nó không bị hôi. Chứ nó hôi là mình không có ăn được. Đó, cho nên là Kiều quay kỹ tí xíu nha. Đó. Tiếp tục là chéo lòng heo, nhưng mà Kiều không thích ăn bao tử heo, thích ăn bao tử bò hơn. Với lại thật sự mà nói hồi nãy đi mua cũng hết bao tử heo các bạn à. Cái dầu chuồng ở chồng Kiều cũng thích ăn lắm mà hồi nãy cũng hết sạch bách, không có còn. Mấy món đó thì nó hết, không có còn. Nên là còn cái gì mua cái đó. Ruột thì hai chồng Kiều không thích ăn nên không mua. Cho nên là các bạn nấu chéo lòng á, bạn thích ăn những cái loại này thì các bạn mua. Tại vì mấy cái loại không ăn á mà mua về cũng không làm gì. Rồi sau đó là Kiều xong hết rồi, Kiều cho thêm một phần muối nhiều nữa nè. Một phần muối nhiều lên. Ok. Rồi xong. Rồi Kiều cho giấm. Giấm này á là Kiều để rửa thức ăn. Rửa thức ăn cho nên là không còn phải mua giấm táo, nên Kiều mua loại giấm này. Cái giấm này nó hơi chua nhiều hơn những cái loại giấm kia nha các bạn. Ví dụ như các bạn giấm mà để nấu ăn á thì các bạn mua giấm táo nấu rất ngon. Còn những cái giấm mà để rửa đồ á, đồ ăn á, thì không còn phải mua loại giấm xịn, thì Kiều mua loại giấm này, giấm trắng. À, rồi Kiều cho vào đây. Cho vào đây nha các bạn. Rồi như vậy là được rồi. Ok. Rồi giờ Kiều bóp lên nè. Bóp cho thật là kỹ. Bóp cho thật là kỹ nha các bạn. Bóp thì kỹ lên. Cái này phải thiệt là kỹ lên. Rồi thì cái bao tử bò đây nè, Kiều sẽ ngồi Kiều làm kỹ nha. Nó lấy ra mình rạch như vậy nè. Cho nó ra những cái chất nhớt, chất đồ còn sót lại trong này là cho nó ra hết luôn. Rồi xong mình tiếp tục Kiều lại cho rửa sẻ lại bằng với nước muối một lần nước nữa nha các bạn. Nói chung mình cứ rửa thật nhiều nước cho nó không bị hôi, cho nó sạch nha các bạn. Rửa là phải xoa bóp kỹ như vậy nè. Cho nó sạch sẽ, không bị hôi. Chút
bạn ha, hồi nãy á, rửa cái miếng gan này nhìn nó đã chết ha, không sau khi mà rửa chung với giấm với muối các bạn thấy nhìn nó trắng nó đẹp ra lại ha, không đó, cứ rửa nhiều nước vô nha các bạn, để rửa nhiều nước vô cho nó sạch. Chiều lại tiếp tục cho nước vào nè, cho tiếp tục cho muối, cho đồ vào rửa tiếp lại lần nước nữa, rửa nhiều nước cho nó sạch đó các bạn, không bị hôi á, rửa nhiều nước vào. Hồi này các bạn kêu cũng mới rửa xong nè, đó các bạn thấy không, hồi nãy á, nhìn nó đỏ chiết đã chiên, giờ nó trắng bung ha các bạn. Rồi ok, bây giờ bắt đầu kêu sẽ thải độc cho gan ha. Rồi gan kêu cho reto nè, đó rồi kêu cho vào trong gan là sữa tươi không đường, kêu cho vào. Rồi xăm sắp cái gan là ok rồi. Để cho nó thải độc gan ra, thứ nhất, thứ hai là để cho cái gan nó ngon hơn, nó mềm hơn, nó thơm, nó ngon hơn. Bây giờ nước nó sôi thiệt là sôi rồi, kiểu bỏ tim vào. Kiểu bỏ tim. Kiểu bỏ lá mía hay còn gọi là lá lách. Rồi kiểu bỏ thịt vào luôn. Rồi kiểu bỏ gan vào luôn nha các bạn. Rồi bây giờ đợi cái nồi nước này nó sôi, kiều bỏ bao tử vô nè. Rồi kiều bỏ vào trong đây nửa củ hành hành tây nha các bạn. Rồi kiều cho bao tử vào. Tại sao mà kiều luộc bao tử riêng với lại tim gan lá mía thịt đồ? Tại sao? Tại vì khi mình luộc riêng như vậy nó sẽ thơm mà ngon hơn nha các bạn. Tại vì cái bao tử nó sẽ hôi hơn á, nên mình luộc luộc riêng ra nè. Rồi thỉnh thoảng các bạn nhớ tới các bạn vớt bột nha các bạn. Bột nè, rồi bây giờ Kiều sẽ cho vào trong này một ít lát gừng luôn nha. Rồi thì Kiều cho vào trong này vài miếng lát gừng nè. Lát gừng mình có thể cho vào ngay từ lúc đầu cũng được, mà các bạn cho vào sau này cũng được. Rồi các bạn, cái bao tử này thì Kiều có cho thêm hành tây vào nè. Kiều mới cho thêm hành tây cái lúc nước nó sôi cho. Cái lúc mà cái nước nó sôi lên Kiều cho bao tử vào, thì Kiều cho hành tây và một ít lát gừng vào trong nước luôn. Thì tính từ cái lúc nước nó sôi, Kiều sẽ cho nó sôi trong vòng 5 phút rồi Kiều sẽ vớt cái bao tử ra nha các bạn. Vì để lâu quá nó sẽ dai, không có ngon. Rồi bây giờ 5 phút sau rồi, bây giờ Kiều mở nắp ra nè. Kiều vớt cái miếng bao tử này ra nha. Lưu ý là khi mình nấu những cái lòng, những nói chung là những cái nội tạng này các bạn nên nhớ đậy nắp lại. Rồi bây giờ là Kiều sẽ vớt cái bao tử này ra và để vào trong nước lạnh để cho nó giúp nó trắng hơn. Nhìn cho nó trắng các bạn. Này các bạn đó, Kiều mới vớt ra và để vào trong nước lạnh ngâm 5 phút rồi lấy ra nha các bạn. Ok, rồi bây giờ cái này được 12 phút rồi thì bây giờ Kiều gỡ ra. Rồi bây giờ là Kiều vớt gan ra luôn ha, vớt gan ra. Nè, hoặc là các bạn có thể thử gan rồi nó chín chưa cũng được nè, các bạn sắn vô, đâm vô. À, đâm vô, coi thử nó có ra máu không. Ra máu không là biết à, rồi nó không ra máu là chín rồi không các bạn. Rồi bây giờ là Kiều sẽ bỏ gan vào trong nước lạnh luôn nha. Rồi Kiều sẽ cho nó sôi thêm trong vòng 3 phút nữa. À, rồi bây giờ Kiều vớt gan ra nha các bạn. Kiều sẽ cho nó sôi thêm trong vòng 3 phút nữa rồi Kiều sẽ vớt những cái nội tạng còn lại nha. Rồi Kiều cho vào nước lạnh. Rồi Kiều sẽ ngâm miếng gan này trong vòng 5 phút. Rồi cái miếng bao tử này Kiều ngâm đủ rồi nè, đủ 5 phút rồi. Giờ Kiều vớt cái miếng bao tử này ra luôn ha. Rồi bây giờ là Kiều vớt ra tất cả các cái nội tạng còn lại, Kiều vớt ra hết luôn ha. Rồi ok, giờ Kiều vớt ra hết luôn nè. Và cũng cho vào trong nước lạnh 5 phút nha các bạn. Cái miếng gan này còn 1 phút nữa là Kiều cũng vớt ra luôn nè. Nè các bạn, thì bây giờ là Kiều vớt mấy cái hành nè, mấy củ hành củ nghệ ở trong cái nước này nè. Kiều vớt bỏ ra hết rồi Kiều chế phần nước này vào trong cái nồi chéo nha các bạn. Rồi nè các bạn, bây giờ nồi chéo thì đã được ok rồi nè các bạn.
Ngon lành cành đào rồi đấy các bạn. Bây giờ là Kiều sẽ nêm nếm cho vừa ăn nha. Tùy theo khẩu vị của mỗi gia đình thì các bạn nêm nếm cho vừa ăn nha các bạn. Này các bạn, thì Kiều đang cắt cái miếng lá lách hay còn gọi là lá mía nè các bạn. Bây giờ Kiều cắt ra. Rồi bây giờ là Kiều cắt gan nè. Gan hồi nãy Kiều cũng có chấm một lỗ nè các bạn thấy không? Kiều chấm vô một lỗ để coi thử nó có chín chưa. Các bạn coi gan nè, thơm, vừa cắt gan mà vừa thơm, thơm quá thơm luôn. Rồi giờ Kiều cắt tim. Giờ Kiều cắt thịt nạc nè. Cắt thịt nạc thì coi cái số của nó như thế nào. Rồi số này. Thơm lẫn luôn đó các bạn. Kiều mới ăn thử miếng, ngon mà nó ngọt lắm, ngon ngọt mà nó mềm. Ăn thử tim ghê lá lách nó ngon quá. Đến đây là bao tử nè. Kiều cắt miếng vừa ăn nha các bạn. Các bạn thích ăn miếng to thì các bạn cắt miếng to. Kiều cắt cái miếng vừa ăn. Rồi bây giờ là Kiều cũng đã xong xuôi hết rồi nè các bạn. Thì cái này là lòng nè các bạn. Rồi giá. Rồi hai tô chéo của hai vợ chồng Kiều. Này là xương trong tô chéo nè. Dưa hấu đỏ tươi luôn. Rồi lòng. Rồi nước mắm. Rau. Và thêm ít mật khô, thích mình ăn kèm vô chung cũng được, ăn cho vui, nãy Kiều mới mua các bạn. Rồi bây giờ Kiều nhập tiệc nha. Cuối cùng cũng xong rồi nè các bạn. Thì bây giờ là ăn thôi các bạn, đói bụng quá, đói bụng luôn á. Rồi xong xuôi hết rồi các bạn. Trời ơi, tôi làm nó nói làm mệt xỉu luôn á. Rồi xong xuôi hết rồi, cái tô bún riêu nãy cũng đi đâu hết trơn hết trời rồi. Mời chồng ăn đi chồng. Mời chồng ăn đi. Cái này dễ chảy không? Cái này hả? Bứt bứt bỉ luôn. Nhỏ cho nó ngon xíu. Chồng Kiều anh lấy cái kéo anh cắt anh bỏ vô trong kia rồi. Chéo Kiều bỉ vô luôn nè. Kỹ mà nhỏ xíu vô cũng được. Thơm. Ăn bài bản dữ tê. Chăn mỡ hành. Nãy có thêm tỏi ra. Hành nữa, mỡ hành nữa mà Kiều không quay ở phía đầu á. Tỏi khô. Tỏi khô tại quay phía đầu á. Tỏi khô tại mình không có. Kiều đi lấy miếng tiêu nãy cắt bỏ vô tủ lạnh. Xong kia tới hồi nãy mới vừa rồi quay cái quên bỏ ra quay. Cho ăn chéo phải có chút hành, chút tiêu nha các bạn. Tiêu thì ăn đến đầu xịt vô đến đấy. Kiều cũng không có bỏ ra chén. Thì giờ là Kiều lấy miếng anh ăn hành nào. Hành nhiều ít đây. Xíu ha. Ok. Rồi Kiều cũng cho Kiều thôi vô chút xíu. Ok. Này gan nữa, này kia là gì? Đâu, đây để em giới thiệu cho. Này, cái gì ở đây? Cái gì ở đây là cái này là tim. Cái này là tim. Okay. Cái này là tim. Đó, cái này là gan. Cái gan nhìn vô là biết liền ha. Cái này là bao tử bò. Tại cái bao tử bò ăn nó sực nó ngon hơn nên Kiều thích làm bao tử bò hơn là bao tử heo. Nha, thì các bạn thích ăn bao tử heo thì các bạn làm bao tử heo. Còn gì ở đây là cái gì? Cái này cũng vậy luôn mà cái này là lá lách. Cái lá lách hay người ta ở bên này người ta hay gọi là lá mía. Cái này thịt nạc. Thịt nạc. Rồi cái này là bao tử. Rồi vậy thôi, hai chồng Kiều thích ăn nhiêu đây à, với lại chồng Kiều thích ăn dầu chuồng nữa. Nhưng mà hồi nãy đi mua là hết trơn. Chợ không còn cái dầu chuồng nào luôn á. Thì hai chồng Kiều thích ăn này thôi chứ không có thích ăn ruột. Không có mua. Giờ trường là chỗ kia nó không thích ăn cổ họng luôn. Nó luộc sẵn chứ mấy chỗ. Cũng không thích ăn lưỡi heo luôn. Không hết rồi, hết sạch bắt. Bây giờ chợ trường là trường đây là sao? Giờ trường là như miếng giòi nhét gì chổng hả? Đúng nhét thịt bằm. Đó là nó luộc rồi, miếng bán gì là nó phải luộc rồi. Nó làm sẵn, nó làm sẵn cho mình về mình chỉ nấu hoặc mình ăn thôi à. Thì cái giò chuồng nó hết rồi đó. Nó là trường rồi. Chứ là cái lưỡi heo, ruột, cổ họng là quyết. Hai chồng Kiều không thích ăn nên là Kiều không có mua. Còn các bạn thích á, thì các bạn mua thêm về các bạn nấu các bạn ăn đó. Vậy thôi, nhà chồng Kiều anh thích ăn thêm miếng hành phi nữa rồi anh tự phi hành lên anh ăn. Chéo và bỏ vé vô nè.
à, bỏ dế vô. Chồng mà nêm nếm miếng miếng chế ăn ngon không? Vừa miệng không? Vừa. Vừa miệng hả? Giòn nó ngon. Đúng, đồn thằng Trang mắm nhiều. Vừa miệng rồi. Kiều nêm nếm vừa miệng không còn cái chen nước mắm gì vô. Đã, nãy nãy có mua mực nè. Mực sấy nè. À, cái này là ăn ngồi ăn nhâm nhi. Nhâm nhi uống chị bia hết sảy còn mà bảy ha. Rồi giờ là Kiều ăn ha. Nè thịt nè ăn. Ăn nè. Vô ăn. Quên. Ngon. Cho vô miếng tiêu. Nó đang này chanh này, nặng vô. Chanh nè. Đó, vô. Rồi. Cho vô miếng chanh. Nhức nách luôn à các bạn, nhức nách luôn. Kiều họ chắc cũng phải 4 năm rưỡi gần 5 năm Kiều mới ăn lại. Chắc từ 2017 á, hồi mà 2017 đầu năm 2017 cho tới bây giờ 2021 Kiều mới ăn lại là nhiêu? 17, 18, 19, 20, 21, 5 năm Kiều mới ăn lại các bạn. Chứ hồi này giờ không mì gỡ rồi mì. Ở xay á, còn bỏ vô hết sạch ngon. Ở xay bữa nhà Kiều có mà để đâu mất tiêu. Ra bỏ vô đúng đúng nghĩa luôn. Đỏ rồi. Bây giờ là Kiều ăn chiếc nước mắm này một mình Kiều ăn nên Kiều chấm vô Kiều ăn luôn. Tại chồng Kiều có chiếc nước mắm riêng nè. Nước mắm này là chồng Kiều ảnh làm. Rồi có tỏi băm, gừng băm, ớt băm. Rồi có đường, nước sôi, nước mắm, chanh. Đó, rồi bỏ vô nấu ăn. Làm nhà nước mắm mới chồng kiểu làm. Hay kiểu tơi tẻ không? Đó, thì giờ làm một miếng thịt nè. Chè miếng thịt bự quá. Quá bự. Nạc, chấm miếng nước mắm nè. Chấm miếng nước mắm. Thịt nó đẻ. Nó đẻ. Quá trời đẻ. Sẽ tới rồi. Sẽ tới nè. Đây nè. Có sẽ tới là cũng ngon lắm nè. Ồ, đúng không? Giống nhau. Có coi. Không biết là nấu ăn. Cái tới này nó ngon rồi, cái kia là cái tới nó hợp hai với mắm lem. Chồng kiểu thích ăn sẽ tới các bạn à. Ngon quá ngon. Chấm nước miếng mắm. Hộ. Cho nó ngon mà cho nó bé cháy bò chét luôn á. Thiệt, Kiều nói thiệt, bữa nay các bạn thử làm một bữa như Kiều ăn đi. Kiều chắc cũng cỡ 5 năm ăn lại. Anh mấy năm rồi mới ăn lại? 2-3 năm. 3 năm hả? Im 5 năm rồi. Rồi giờ Kiều ăn miếng lá lách hay còn gọi là lá mía nè. Mắc cười quá, Kiều đi mua nói ủa chú, nhìn qua nhìn lại kêu quên. Tại vì hồi nào giờ lâu lắm rồi không có ăn. À mà đây là cái công thức mẹ Kiều chỉ lại cho Kiều nấu đó. Tại hồi xưa mẹ Kiều có hay nấu cháo lòng ăn lắm. Chú lấy cho con cái miếng lá lách. Con về con nấu cháo lòng. Lá lách hả? Lá lách là cái lá gì? Ở đây chỉ có lá mía thôi con à. Nói ờ vậy hả? Đâu chú coi lấy cái lá mía con coi thử cái cạnh này. Ôi cái đó lá lách mà. Nói lá lách gì đây người ta gọi lá mía. Đây thì cái miếng lá lách thì kiểu chấm như quất như miếng nước mắm à. Mắm chồng thì vẫn là ngon. Ngon. Cái quẩy không? Đây bao, à đây là bao tử bò. Quất miếng nước mắm. Tọc nó lẻ. Quên đi. Quên đi, quên đi. Rồi. Cái này gan. Gan kiểu quất miếng nước mắm. Trời mắm, nước mắm đẹp. Chua chua, ngọt ngọt, mặn mặn. Mẹ có thêm chút gừng nữa. Nó đẻ. Xăm miếng gan. Quá ngon. Nè tim. Tim các bạn. Tim. Quá miếng nước mắm. Quá xế lệ. Quá xế lệ. Cho quá thêm miếng đầu ăn mới đẻ không. Quá xế lệ. Quá đẻ luôn. Nó thế em gấp đồ ăn em ăn làm trước đi chồng Kiều á anh nói trời nấu xong mà anh đói quá anh muốn xỉu nên giờ kêu thôi ăn lòng trước đi ăn lòng như nó đẻ rồi ăn chéo chứ giờ ăn chéo rồi nó non sẽ ăn lòng. Nhưng mà các bạn yên tâm em
đây chừng như đây chắc ăn buổi tối chắc không hết, ăn thêm ngày mai nữa chắc hết á. Tại vì biết sao không, cháo màu màu đói á. Đúng rồi, bao tử nó vậy á, bao tử bò nó vậy á, bao tử bò ăn nó vậy á, chấm nước nước mắm ăn ngon, chấm nước mắm ăn ngon. Bao tử không không, không ngon mấy chừng. Cái lòng heo ăn nó ngon hơn, nên là Kiều lấy cũng ít, không có lấy nhiều, tại vì cũng hai vợ chồng ăn mà, nên mua mỗi thứ ít, mua thích ít ít. À, thì các bạn về nấu cái teo liếu lại. Bao tử bò hả? Bao tử bò. À, chị ăn vô thấy đang ăn thịt heo với mà ăn thì vô thấy nó khác rồi. Trung Quốc hả? Nói thấy kỳ kỳ luôn. Ừ, tim gan. Làm mì á. Để ăn giống như lưỡi bò, cái bò ăn cũng không? Ừ, ăn kiểu giống như lưỡi á. Ăn sụp sụp sụp. Nói cho nãy giờ quên. Mời các bạn cùng ăn chéo lòng chung với vợ chồng Kiều nha. Ăn nãy giờ mới nhớ. Ăn nãy giờ mới nhớ mời các bạn. Giờ Kiều phải cho thêm giá vào mới được à. Chéo lòng phải có giá, ăn nó mới ngon. Có lâu, giá. Bỏ lòng vô. Ăn mà ăn theo kiểu ở nhà á, thì mình ngồi mình lấy lòng mình chấm với nước mắm mình ăn. Mình ăn. Còn mình ăn thêm một kiểu nữa là lấy hết lòng bỏ vô tô cháo ăn luôn lòng, nhanh gọn lẹ. Đó, nói chung là ai muốn ăn xèo ăn. Hay cháo lòng là kiểu thích ăn theo kiểu nó hơi lỏng lỏng như thế này. Kiểu thích như vậy á. Bỏ vô miếng tiêu vô, nó ngon, nóng, ăn húp đẻ. Hay có những người ta thích ăn đặc hay kiểu. Tại nếu mà để cái chén nó đặc quá, khi mình để những cái giá rau và những cái lòng vô thì nó sẽ đặc nữa. Kiểu thích ăn nó lộn lộn tí xíu, khi mình bỏ giá, bỏ rau, bỏ lòng vô là nó vừa ăn nó ok. À, như vậy là nó vừa, múc nó ok, nó ngon. Chứ mình nấu đặc quá là bỏ giá, bỏ rau vô, bỏ lòng vô là nó chất quốc. Đặc tiêu rồi sao ăn như cơm vậy. Cháo lòng bà Kiều. Cháo lòng bà Kiều. Hồi nãy giờ chồng Kiều anh ăn bê tô chéo rồi các bạn tin không? Cháo lòng của bà Kiều. Bà Kiều mẹ Sophia. Ê, chồng Kiều á. Chị vừa quốc bê tô. Kiều hồi nãy ăn uống riêu á. Nó hết rồi. Nhưng mà nãy giờ ăn lòng, ăn quá trời lòng luôn, mình cũng hơi ngán. Chéo ăn chưa hết mà ăn lòng, nãy giờ ăn lòng đẻ quá đẻ. Chồng Kiều anh đói bụng. Hồi nãy anh không có ăn bún riêu. Nên anh đói bụng, anh quất bê tô chéo. Còn Kiều nãy Kiều ăn bún riêu rồi. À, nãy giờ ăn lòng quá trời lòng, ăn chưa hết. Hai chồng mua như đây à, phải ăn chắc hai bữa. Ăn hai bữa không biết hết không. Giờ ăn bữa rồi còn để mai ăn, để tôi lạnh mai ăn. Quê sao ngon. Cuối cùng cũng đã ăn xong tô chéo. Chéo thì ăn nó sẽ nhanh đói. Nhưng mà tại sao, tại vì Kiều ăn lòng quá nhiều. Bây giờ no thở không nổi luôn. Hồi nãy đói quá đói. Tưởng đâu ăn được nhiều lắm. No thở không nổi. Chồng Kiều thì anh ăn ba tô chéo lưng lưng, không phải múc đầy tô lưng à. Đó thì hai dĩa lòng này ăn hết dĩa, còn dĩa để đây nè. Còn dĩa kia để dưới rồi, dĩa hết để dưới, còn dĩa để đây. Đó, Kiều nấu là nấu cho nó nhiều vậy, lần nấu lần khó có, nấu luôn lần cho nhiều dĩa. Ăn hai ba bữa vậy. Chứ nấu chút xíu à, ăn có một bữa. Mệt lắm. Để nó thêm thấy xíu xíu mà ai thấy nhiều chứ. Vậy mà cắt ra nhiều dễ sợ. Kiều mua cái bạn thấy Kiều rửa không? Đâu có bao nhiêu đâu vậy, cho mà cắt ra nó nhiều ăn không nổi, no dễ sợ rồi. Bây giờ ăn dưa hấu nè. À, mời các bạn ăn dưa hấu nha. Cắt dưa hấu cho chồng Kiều nha anh em. Nói cho chồng Kiều ăn. Chồng. Nấu nãy tự thân nó nấu hết. Dưa hấu Kiều mua ở chợ Mỹ Hoa. Không nước nhồng vô nước cồn
Chồng kêu anh thích ăn dưa hấu quýt cò hơn. Tại vì dưa hấu quýt cò nó ăn thứ nhất là nó ngọt hơn à. Đỏ thì cũng xem nhau thôi, cũng bằng nhau thôi. Nhưng mà dưa hấu quýt cò nước nhiều mà nó lại ngọt nha. Dưa hấu mua ở quầy bạn cũng không ngon. Dưa hấu quýt cò 5 đồng một trái. Muốn lựa trái này thì lựa. Đó, còn quầy bạn bữa kia mua 8 đồng một trái. Nhưng mà ăn cũng không ngon bằng. Còn cái trái dưa hấu này mua ở Mỹ Hoa cũng không biết nhiêu tiền, nó để là 0.79 cent trên một bao. Thì trái này nhiêu ký nhiêu bao Kiều cũng không biết. Video này cũng đã dài rồi thì bây giờ là Kiều xin phép được kết thúc tại đây. Thì cũng đã xong một buổi tối của hai vợ chồng nhà Kiều. Thì cũng là cái buổi tối lâu lắm rồi hai chồng Kiều mới ngồi ăn chung lại với nhau. Thì hôm nay chồng Kiều được ốp cho nên là mới được ăn chung với Kiều, chứ không cũng ngồi ăn mình buồn hiểu buồn hiu à. Rồi thì hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái video này của gia đình nhà Sophia. Yêu thích cái video này của Kiều nha. Rồi hãy cho Kiều một cái đăng ký, một cái nhấn chuông để khi mà có những cái video mới thì cái chuông nó sẽ rung lên thì các bạn sẽ nhận được những cái video mới nhanh nhất, sớm nhất. Và bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye. Chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ. Mấy bạn một ngày bình an và hạnh phúc. Chúc các bạn bình an và hạnh phúc. Bye bye. Cũng kết thúc cái video rồi thì Kiều mới thấy cái hộp mật nó để bên cạnh. Xong mới tự nhiên thấy thèm thèm, tại vì cũng lâu lắm rồi, mấy năm mà không ăn lại mật khô. Nên là sẵn khui ra cho các bạn thì Kiều mua cái hồi mật này nè. Đó, Kiều mua ở chợ Mỹ Hoa. Đó, cũng nhiều nha. Đó. Trời nó thơm, gì mà thơm dễ chịu thơm. Thơm quá thơm. Thơm chịu không nổi luôn rồi, chịu xé không biết ăn thử ngon nha. Ngon, quá ngon. Đáng không tiền. Ngon. Hai chồng lên ăn mặt mà chồng ơi. Ngon quá, xé ngon. Tròn. Lần đầu tiên Kiều ăn mật khô ở Mỹ. Cái này nó ghi là khô mật cánh mỏng. Nó ghi là khô mật cánh mỏng. Nhưng mà tưởng nó không có ngon chứ ai gì à. Ngon, dễ thật ngon. Gia vị làm ướp ngon, dễ thật ngon. Ngon lắm các bạn à. Ngon. Không thua gì mật Việt Nam. Không thua gì mật tạm ướp gia vị Việt Nam. Nó tròn bị tương cà. À, tomato sauce à. Tròn bị tương cà chấm ăn rất là nhiều, bán nhiều lắm. Rồi đó, hồi nãy Kiều, trong cái tập video trước Kiều có quay á, Kiều có đi chợ đó. Tập đó là một ngày Kiều đi những đâu á các bạn ạ, à? Kiều làm gì đó. Đó cái tập đó các bạn xem thì Kiều có đi Mỹ Hoa, có rất là nhiều cái loại mật khô, cá khô, cá bóng khô. Rồi cái gì riêng nói chung là nhiều lắm, nhưng mà Kiều thích ăn mật khô nhất cho nên là Kiều mua mật khô. Thì cái này chấm với tương ăn hoặc là ăn với cơm cũng ngon á. Quá sáng ngon. Chắc là sẽ hết rồi Kiều sẽ mua lại ăn tiếp. Ngon.